Xin chào cả nhà đến với kênh cầu MA Fixing đồ cổ Nhật. Hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người được một số mẫu con máy với cái giá rẻ nha, từ 200k thôi cả nhà. Để em bán ship toàn quốc trong cái video này. Và một số mẫu dây cước PE thì em sẽ thanh lý nhanh cho mọi người với giá là 50k thôi không? Đó, anh em mình có thắc mắc gì thì hãy liên hệ qua số điện thoại Zalo của em là 0845334544 ạ, để em tư vấn kỹ càng hơn. Và cả nhà nhớ like, subscribe kênh của em để tiện theo dõi những cái video lên hàng ngày nha. Đầu tiên thì em sẽ lên những cái mẫu dây trước cho anh em mình tham khảo này. Dây cước nhà em thì có hai loại là của Daiwa và Nano nha. Dòng này của Aero, hàng của Aero này, Made in Aero, của châu Âu nha. Nano thì loại này nhà em sẽ có hai size là 33L bao và size 27L bao nha. Đó. Hiện tại thì em đang cầm size 33L bao này, 0.35 và có cái 0.25 nữa nha. Và giá của cuộn này là 100k một cuộn. Cước của nhà Daiwa thì em sẽ có size 1.0 và 1.2. Thì loại này nhà em bán giá là đang bán là 70, nhưng hôm nay em sale trên cái video là còn là 50 nha. Ship từ 2 cuộn trở lên nha cả nhà. Ship từ 2 cuộn trở lên là 50. JBA thì em sẽ có hai loại. JBA loại này thì sẽ là 50m này. 50m nha, màu xám bạc như thế này. Loại này thì sợi mảnh nha, khá là ok. Size của nó sẽ là 0.25 này, 0.35. Có hai size cả nhà. Đây ha, có hai size. Và loại này thì em để cho mọi người với giá là 50k một cuộn nha, 50k một cuộn. Đây. Và cái này em có thêm một size của một loại của nhà Japan này, loại này của Japan nha, có size là 4.0, 6.0 và 7.0. Đó. Cái này thì có rất là nhiều size nha. JBA của nó sẽ là màu xanh lục như thế này. Màu xanh lục cả nhà. Đây. Cái này 100k một cuộn cho em nha, 100k một cuộn. Bây giờ em qua mã máy nha. Mã máy thì nhà em sẽ có mấy cái loại máy rẻ này để anh em mình mới tập câu á, mình thử trải nghiệm mấy con này cũng khá là ok cho em nha. Đây, mấy con này cả nhà. Con này hiện tại thì nó không có tiếng là rát, nó mỉu thì hư cái nút đổi chiều quay rồi á, còn tay trái phải đều được nha, đổi tay trái phải đều được nha. Này máy thì hơi rung một xíu, hơi rùng nha mọi người, không có tiếng động, máy rùng thôi. Đây. Và con này em để cho mọi người với giá là 200, em bao ship toàn quốc sẽ là size 5000 nha, của nhà Suyumi. 5000 Suyumi nha. Giá là 200 bao ship ạ. Rồi tiếp theo em có loại của đây. Một loại của nhà Lace này, con này thì của Mamiza size 2000. Cối là cối sâu nha. Cối sâu như vậy. Máy thì có tiếng là rách. Cái này thì cái tay nó bị cứng rồi, có dán keo á mọi người, nên là nó bị cứng rồi, không có gặp lại được nha. Nên là em cũng thanh lý nhanh con này giá rẻ cho mọi người. Rồi chốt cho em con này mã 2 nha. Mã 2 con máy này với giá là 330, em vào ship toàn quốc ạ. 330 nha. Máy thì hoạt động tốt bình thường, có tiếng là rách. Bao lên cho mọi người một con máy của nhà Otega. Dòng này của Shimano, hàng nội địa Nhật nha, Made in Japan. Cối sâu cả nhà, có dứt cước. Cái con này luôn lắp 3 phía cho em à. Đây nó sẽ ghi thông số ở đây này. Ve là 0.8 là 320m này, 1 chấm cái này mờ, 1.2 là 170, 1.5 là 140 nha. Tôi sẽ có ghi thông số rõ ràng đây cho mọi người tham khảo. Rồi con này thì chốt cho em với giá là 1.500.000 nha mọi người. Otega size 2000 này, giá 1.500.000. Mã số 4 em có một con cũng là của Otega nha. Dòng này thì của Malai xuất Nhật. Đây, máy thì còn rất là mới, khoảng 95%. Bay mượt nha. Labia sẽ là 0.5
130, 2.100, 3.65. Thì Shimano Himalaya xuất Nhật thì em để cho người con này với giá là 850. 850 xài 1.000, lua lóc ok. Có đội tay trái phải đều được nha, đội chưa quay đều được rồi nha. Mã số 5 thì em có một con Shimano đây. Nhà El Malaysia này. PE của nó sẽ là 0.7 là 370, 1 chấm là 300, 1.2 là 200 nha. Máy hoạt động tốt này, một cước cối sau. Dòng này thì Malaysia xuất Nhật. Ngoại hình thì còn khá là mới này, em để cho mọi người con này với giá là 1.2 triệu nha, 1.2 triệu. Mã số là 5. Mã số 6 thì em lên một siêu phẩm của The Green Power nha. Dòng này thì cái này là năm 2009 nha mọi người. Shimano hàng nội địa Nhật nha. Đổi chiều tay trái phải đều được cho em này. Máy hoạt động tốt, bao hơi mượt. Size này sẽ là size 5000 HG kháng mặn. Cối sẽ là cối sâu. Labia sẽ là 2.350, 3.240, 4.170. Đây. Có ghi thông số rõ ràng nha nha. Máy thì hoạt động khá là tốt, không có tiếng động nha, đi ngược là lỗi lầm. Mà em này thì em để cho mọi người với giá là 5.500.000 nha. Mã số là 6, giá là 5.500.000. Và cuối cùng mã 7 thì em có một con máy đấm điện của nhà đây qua Hà Nội Điện Nhật. Em này sang 1.500.000 nhưng mà thực tế thì em này thấy tầm khoảng là 3.000 nha. 3.000 á cả nhà. Con này thì em để cho mọi người giá rẻ thôi, 600 nha, chốt cho em mã 7 giá là 600 em bao ship toàn quốc cả nhà ơi. Rồi bây giờ em qua mã cần này. Mã cần thì nhà em sẽ có một số mẫu lua và ISO hoặc là lục. Lua thì có một số siêu phẩm máy ngang mới về. Đây. Một em lua máy ngang của nhà Shimano hàng China xuất Nhật nha. Usoda. Con này sẽ có chiều dài là 2m1 nha, nhà 2m1 này. Tải mồi em này sẽ là 12 đến là 42g. Hàng China xuất Nhật. Đây nó sẽ ghi thông số ở trên này. Tải cá sẽ là 12 đến là 5L3 nha. Cần thì sẽ là mới khoảng 98% độ mới cả nhà. Cần rất là mới thì khôi sự sóng tích 2 da từ gốc đến ngọn rồi. Má sẽ là 14 cộng, khoe sẽ là khoe Fuji nha. Và con này có trọng lượng là 120g, ngọn là 2 ly, em để cho mọi người với giá là 2.1 triệu. Mã số đầu tiên, mã 1 giá là 2.1 triệu ạ. Mã số 2 thì em lên một con cần lua. Con này thì có bè cũng được. Em này sẽ có chiều dài là 1m9 này, 1m9 nha cả nhà. Ngọn của nó này. Trọng lượng là 140g, ngọn 2 ly, máy ngang. Bát khuyên bát hãng. Em này độ cứng là ML 4m9 nhập độ cứng ML nha. Chốt nha mã số 2, con này với giá là 530 bao ship toàn quốc này. Mã 2 530 bao ship toàn quốc. Con này nó bị dính keo mọi người, dính bận xíu nha, chùi ra giúp em được. Mã 3 em lên một con lua. À đây là một con cần câu ngâm đó mọi người. Đây là một con cần câu ngâm 2 khúc nha của Ryobi hàng Korea xuất Nhật này. Chiều dài là 2m7, độ cứng là 50-80. Thông số thì bị trầy sớt, nó mờ rồi, không có nhìn rõ. Khoen sẽ là khoen bát Fuji cả nhà. Trọng lượng này là 300g, ngọn là 2 ly 2. Và chốt cho em con này với mã số 3 để cho mọi người với giá là 770k. Em bao ship toàn quốc nha, mã 3. Mã 4 thì em sẽ lên một con lua gần của nhà Masograph. Lua gần nhái thật này. Khoen bát Fuji hàng Việt Nam xuất Nhật nha.
Đây hàng mới 100% nha cả nhà. Có bao cần nè, bao cần màu xanh như thế này ha. Mazu Grab Sawara, chiều dài em này sẽ là 2m58. Độ cứng em này là MH nha, tản mồi cho em sẽ là 5-30g tại cá. La BE sẽ là 0.8 tức là 2.0 BE. Nó sẽ ghi thông số rõ ràng trên cần như thế này. Cần thì rất là đẹp rồi, màu sắc này quá là được ưa chuộng rồi nha. Và chốt cho em con này với mã số là 4 nha, mã 4 em để cho mọi người. Một con Mazu Grab hàng mới như thế này với giá là 1.6.000 á, mã 4. Mã 5 em có một con lua gần. Con này cũng lua gần nha. Giá thật. Đây con này của nhà Lam này. Mã số 5 trọng lượng là 166g, ngọn là 1.7 ly. Đây nó sẽ ghi thông số ở trên cần. Em này sẽ có chiều dài là 3m08 như này nha. 3m08 độ cứng ML. Tải mồi cho em sẽ là 10-30g, tải cá sẽ là 6-16 lơ bao này. PE là 0.6 đến là 1.5. Đó đây sẽ ghi. Ôi con này thì xoắn hai da rồi, quá đẹp. Ôi xoắn hai da cả nhà nhé. Cầm nhầm cái ngọn cầm hay sao? Đây ngọn của nó ha. Và chốt cho em con này với mã số 5 em để cho mọi người với giá là 3.1 triệu nha. Hiện tại con này mà mua hàng mới sẽ là có giá tầm 6.5 triệu nha mọi người. Nhưng mà con này em sẽ bán với giá là 3.1 triệu là hàng mới 100%. Quay bát Fuji Sit này. Quá đẹp. Hàng mới nha. Có ba cần ở đây, một cần của nó sẽ là màu đen này. Mã 6 em lên trên mình một con cần câu ngâm lăng xê tập bãi. Con này chiều dài là 33, độ cứng là 50, khoen sẽ là khoen bát Fuji ạ, cần ra thẳng nãy nha. Con này có trọng lượng là 300g, ngọn là 2.3 ly. Và chốt cho em con này với mã số 6 em để cho mọi người với giá là 700 ạ. Mã 6 em này với giá là 700 nha nhà ơi. Dòng này thì không có nhiều đâu. Con này là của nhà Mamisa, hàng Korea xuất Nhật nha. Mã 7 em lên một con Noruk của nhà Shinsen này. Con này sẽ là 2m7, cứng sẽ là 21g, tương đương là độ cứng ML. Khoen sẽ là khoen bát Fuji. Trọng lượng em này là 210g, ngọn là 2 ly. Và chốt cho em con này với mã số 7 với giá là 700k. Mã số 7 700k nha mọi người. Mã 8 em lên một con cần ISO khoen bé này, cần carbon hàng nội địa Nhật nha, 4m5, cứng là 1. Con này cứng 1.5 á, từ 1.5, câu chấp hành cảm giác cũng được khá là ok. Ngoài hình thì còn khoảng là 90% nha. Cái này là nó bị dính bẩn này, anh em mình về vệ sinh cho em một xíu nha. Và chốt cho em con này mã 8, trọng lượng là 175g, ngọn 1.5 ly. Em để cho mọi người con này với giá là 430 nha. Mã 8 430, bao ship toàn quốc. Mã 9 em lấy một con cần Shimano Zoom. Đây con này thì khá là lợi thế cho anh em mình. Mua một con thì giống như là được hai nha. Chiều dài sẽ là 4m5, cứng 1, 4m5, zoom lên là em là 5m4 này. Đó, có chế độ zoom nha. Và con này sẽ là độ cứng là 1. Mình câu cảm giác cho em ạ. Khoe sẽ là khoe mát Fuji Sit. Fuji. Rồi, chế độ zoom của nó đây. Khoe sóng 2 da. Cứng 1 nhưng mà cần ra vẫn thẳng nãy nha mọi người.
Chốt cho em mã số 9 con này, trọng lượng là 200g, gọn là 0.8. Em để cho mọi người với giá là 9.30. Mã số 10, 9.30. Mã số 11, em lên một con siêu phẩm của NFT, phù hợp sống tiếp 2 da từ gốc đến ngọn. Chiều dài là 6m3, cứng 1, tương đương là 3H hạ cẳng tay. Khoen lên này sẽ là khoen bát Fuji Six nha. Cần ra thẳng nãy bao đẹp. Và chốt cho em con này với mã số 10 nha, trọng lượng là em này sẽ có là 250g, ngọn là 0.8. Em để cho mọi người con này với giá là 1.330k. Mã số 10. Mã số 11 cũng là một con cần của NFT, phôi cũng là xoắn hai da từ gốc đến ngọn. Hàng nội địa Nhật. Trọng lượng em này sẽ là 250g, ngọn 1 ly. Chiều dài là 6m3, độ cứng là 1.5, tương đương là 3H hạ cần tay cả nhà. Cần ra thẳng nãy nha. Để xôi xoắn hai da, rất là đẹp. Và chốt cho em con này với mã số 11, em để cho anh em mình với giá là 1.230, mã 11, 3 ship toàn quốc. Mã số 12, em có một siêu phẩm của Ryobi. Con này phôi sẽ là phôi GFX này, 6m2, cứng 1, tương đương là 3H hạ tay. Khoen bát Fuji và có nắp chụp cần, ngoại hình con này sẽ là khoảng 98% đồ mới. Này khoen rất là đẹp, hàng nguyên bản nha mọi người, không có hao hụt. Đây xoắn hai da, cực kỳ đẹp ha. Và chốt cho em con này với mã số 12 nha, trọng lượng là 310g, ngọn 0.9. Em để cho mọi người với giá là 2.100k, mã số là 12. Mã 13 em qua mã lục. Lục đầu tiên em lấy cho mọi người là một con NFT của Asics này. Dòng này thì anh em mình đánh lục đầu cần nha, phôi sóng tích 2 da từ gốc đến ngọn, hàng nội địa Nhật, 4m. Con này cứng là 25. Đánh lục đầu cần, 3 phê. Khoen con này sẽ là khoen bát Fuji và có định vị khoen nha. Con này không có định vị khoen rồi cả nhà. Không có định vị khoen nha. Và chốt cho con này với mã số là 13 nha. Trọng lượng em này sẽ là 400g, gọn 23. Em để cho mọi người giá rẻ về tập công với giá là 2.1.000, mã số 13, 2.1.000. Mã số 14 em lấy một con lục Shimano, ngoại hình thì hơi xước ở phần gốc rồi. Chiều dài là 4m25, cứng là DX màu mắm tôm. Con này sẽ có là trọng lượng là 400g, gọn là 2.2. Khoen sẽ là khoen bát Fuji Six ạ, lục mắm tôm, xuất leader thì chịu. Cái hãng này thì quá được ưa chuộng trên thị trường rồi và có định vị khoen, hai khoen chạy này cả nhà. Và chốt cho em con này với mã số là 14 nha, mã 14 này. Nhà em thì có mấy con màu đỏ, rất là may mắn luôn. Ai muốn tham khảo thêm cần thì nhắn tin qua cho em nha. Và chốt mã số 14 em này với giá là 2.700k ạ, à, số 14. Mã 15 thì em có một siêu phẩm Shimano, xoắn gân hai da từ gốc đến nhọn. Chiều dài là 4m25, cứng là EX đánh lục đầu cần, hàng China xuất Nhật này. Khoen sẽ là khoen bát Fuji Six. Em này sẽ có là định vị khoen nha. Khoen xoắn rất là đẹp, màu xanh. Trọng lượng con này sẽ có là 360g, ngọn là 2.5 ly. Em để cho mọi người với mã số 15 nha. Mã 15 con này với giá là 2.800k, mã 15 ạ. Và em lấy mã số cuối cùng, em có một con Shimano của nhà Suplender. Con này sẽ là 4m05, cứng là CX, hàng China xuất Nhật. Ngoài hình sẽ còn rất là mới, khoảng 95% trở lên, có nắp chụp cần đi kèm. Khoen em này sẽ là khoen bát Fuji Six K nha mọi người, có định vị khoen. Dòng này thì sẽ là có xoắn gân nha, xoắn gân kìm hai da.
Cây cần này rất là đẹp, đáng đồng tiền bắt cạo. Mã số 16 này, em lấy cho mọi người con này với giá là 3.500.000. Trong lượng lá 405g, ngọn là 2.7, giá là 3.500.000 nha mọi người, mã số 16 ạ. Rồi nha, em lên cho mọi người được một số cái mẫu cần và phụ kiện máy đi kèm. Anh em nào thích mẫu nào cứ inbox cho em nha, để em sẽ tư vấn kỹ càng hơn. Và em chúc cả nhà mình có một ngày tốt lành, đi câu được nhiều cá. Hẹn cả nhà vào những cái video lần sau. Tạm biệt mọi người.